Hello, hello, xem người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Anh em có biết mình đang ở đâu không? Sau một chuyến máy bay dài mấy chục tiếng đồng hồ, tiêu tốn đến hàng triệu đồng, thì hiện tại mình đang ở CQQ phiên bản test. Một nơi mà hack là bố, hack tràn lan, hack free và hack không cần biết có bị khóa nick không. Khốn nạn lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao, với một tinh thần chiến đấu đầy quật cường, mình đang ở phòng Zombie Escape phiên bản mới. Xa xa kia là chị em Thúy Kiều, Thúy Vân ăn lo tắm mát ra sân đo đùi. Tơ minh chim to đấy, định mệnh nó trưởng cho một phát, nó bắn địa cho một phát thôi, á hự luôn. Ôi chim cút thôi, bắn xã giao, bắn lấy may mấy phát thôi, biết đâu tí nữa nó lại không chém mình. Lời chào cao hơn mâm cỗ mà. Nếu mà phun người nhá thì chúng ta sẽ có 6 hero bắn chất các bạn ạ. Lựu đạn các thứ cứ gọi là trang bị tới tận chân răng. Nên là chúng ta phải cố mà sống, đè nhau mà sống, giết đồng đội để mà sống. Cũng phải để ý trên cao một tí đấy. Không à, có những cái thằng nó đi mây về gió, không biết đằng nào mà lần đâu. Nó từ đằng sau, nó móc cho một phát thì từ tít lên thì cuống họng các bạn ạ. Úi giời ơi, anh Tơ ơi, thịt anh có mùi gì mà thơm thế? Mùi gì mà tôi cứ định mãi sao cứ nhảy kinh vậy. Thôi rồi, những nhân tố bí ẩn đã bắt đầu xuất hiện. Với những khả năng siêu phàm, nó phải được trao vào kỷ lục Guinness. Ôi chị cút đây anh em ơi. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, hiện tại là còn hơi đông thằng sống đây. 16 đứa nữa cơ, 10 bạn may mắn chết đi sẽ là ai đây? Các bạn có nhìn đằng xa cái thằng nó bay bay không? Mình kệ mẹ nó luôn đi. Thôi kệ đi, chúng ta phải sống chung với lũ, không phải sợ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con đây đứng đây chúng ta. Eo ơi, thôi chạy luôn thôi, mình sợ lắm các bạn ạ. Lên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Chết luôn rồi. Thế là thôi xong. Cả nguồn sông bông chốc thu bé lại vừa bằng thằng kia chứ. Định mày tao xin chúng mày đấy. Tao vừa sang đây trải nghiệm tôi làm gì mà căng. Hero đâu rồi? Úi giời ở đây rồi. Gao, tụi mình cầm cha lề. Gao, sư lai phịch chư xề. Gao, sư chi mền. Gao, ta bu sư. Gao, gao, gao. Gào dến từ. Chết mẹ chúng mày rồi. Bây giờ là năm anh em siêu nhân nhá. Sau một pha thể hiện ca khúc hay như tiếng mẹ ru và như tiếng tiền hát thì chúng ta chiến đấu thôi. Đừng tưởng có mỗi thằng kia chớp biết đá bom nha. Bố mày cũng biết đấy, mình còn nhiều bom hơn thằng trước cơ. Rồi sang đây thôi, thủ thế nào. Một cây làm trắng lên non, năm thằng trụm lại lên hòn núi cao có bom khốn nạn thế. Bựa vãi. Tinh thần chiến đấu nó phải lên cao. Thằng kia nó bị ngu à? Sao lại nhảy xuống dưới là nhỉ? Ok bạn ơi, anh em chúng ta sắp đến nơi sung sướng rồi đấy. Sắp được. Sao chỗ nào cũng có zoom vậy ta? Nó nhảy kiểu gì vậy? Cái thằng ăn nằm ăn nốn này, ăn cất đá bô, đau phong chúng mày chém này thì ai chơi được? Ôi nó đuổi lên tôi đít mình rồi. Thôi xong rồi, bây giờ là phải xong kiếm hòa bích này. Mình ở trên đây mình đái đạ xuống, thằng nào trúng thì kệ. Không cần biết, không cần biết nó là ai và bố nó là thằng nào, giết hết. À phun đạn. Cái này mà sang DSF Vila mình kích lên tầm 100 viên lưu đạn mình quăng thì trời ơi, nó thơm lắm anh em ơi. Ăn bom này rất là mạnh các bạn nhá. Tầm này hỏa lực 560% rồi. Úi trời ơi, anh chốt kìa, lăn đùng ra mà oẳng. Mày lên đây hít hàng à? Có cứt nha, mỡ đâu mà rơm miệng mèo. Trên đây là chỉ có bom thôi, mình liên tục nhận yêu thương của bạn tia chớp rồi trao lại yêu thương và lan tỏa yêu thương tới các bạn rôm lon. Phê lại. Thằng kia nó ăn cái cửa rồi, hơi sida. Bây giờ chả win ở đâu, còn có hai đứa. Kể mình cứ đứng đây mình nạp đạn mình bắn hay hay. Đi thôi. Nó mở cửa bắt buộc phải chạy thôi. Không có tí nữa. Ôi giời ơi anh ơi. Cái gì đấy anh ơi, sao anh đã ở đây từ bao giờ vậy? Ôi kìa. Cái định mệnh mày vừa chết xong cơ mà. Thằng Mỹ này, cái sư bố nhà mày vào cõi âm dương gian cất à. Ôi giời ơi, nó chém kìa. Ui, có bao tiền trước nó đáng. Em đi xa quá. Tiếp tục clip thôi, mình lại qua vụ khác để thể hiện tiếp đây các bạn ơi. Có đĩ tiếng chớp nó hack như vậy không ai chơi được. Và nghe chết dài là phải ma chay 3 ngày. Xong là đem đi chôn, con cháu khóc lóc đầy nhà, nó không. Chết cái sống lại luôn, chém báo thù như 10 đâu, bích thực. Nó lại còn xanh lè, thế thì bố mày chịu, không chơi được. Nói chung là cứ phải lé nó ra thôi, kẹp đâu là cứ chim cút cho nó lành. Mày thế, nhìn các bạn những rô mà em đái ra quần. Đây, nó lại về nơi ăn nghỉ cuối cùng, tít phía dưới bên kia kìa. Nó mà như thằng trước lúc nãy thì lại khóc ra tiếng mán thôi. Úi giời ơi, anh Tơ đang liên tục khoe cái vòng 3 của mình.
Cái vòng 3 khá là mẩy, nhưng mà nó chả có tác dụng gì cả anh ạ. Nó chỉ làm anh hút đạn thêm thôi. Bây giờ những cái phòng này nó rất là đông người, anh em muốn trải nghiệm chế độ mới mà, nên là cơ hội chúng ta làm hero khá là cao, 1/6 cơ mà. Sợ gì mà không được làm. Nhưng mà nói chung khó win lắm, hack nhiều. Với cả là cái map này nó có mấy cái đường đi mới ấy, như ở chỗ cầu thang nó có một cái đường tắt vòng lên, cũng hơi bựa. Ủa thôi các bạn ơi, con đi tá được xong kìa anh em ơi. Rồi nhìn thấy chưa, thế là thôi xong rồi. Tôi hy sinh cả mạng sống của tôi để cảnh báo, thế mà chết. Hơi buồn. Giờ con đĩ tơ lên kìa, 15 giây nữa thì thủ làm sao được cơ chứ. Nó hùa lên rồi. Rồi ơi. Anh tơ ơi, nó chết chưa ta? Ôi ôi, anh vẫn đứng đây, bắn điện xẹt xẹt à, nhìn kinh thế. Em tưởng đấy thì là một cái xác không hồn của anh thôi. Ôi chịu cút tôi, đào đi sau là đứa chết nha. Chậm chậm uống nước đục thế cho nhanh. Thằng đang dẫn đầu, đang 5 quả bom choáng cái nào ấy. Bây giờ phải đáp cho đồng đội chết à. Mình cũng khá là vui đấy. Con chết rồi. Tơ này, bố mày này sợ mày lắm luôn nhá. 14.000 máu ăn hộ cái. Úi giời bom. Khiếp. Thôi rồi, tôi không sao. Quấn theo chiều gió luôn, định mày sống chung với lũ. Sợ cái gì, ra đây bố mày bắn hết. Mày chết này. Multi thế này đã được chưa? Chém hộ cái luôn. Mấy thằng hero kia đâu rồi? Chạy sang bên kia cướp à, yểm trợ tao với. Ôi ôi, em đã kêu vũ cho bầy sói. Ôi trời ơi, chết luôn rồi. Với câu châm ngôn sống, đầu đường, đầu chợ, không đầu hàng. Bán cần, bán cỏ, không bán anh em. Chúng ta lại chiến tiếp thôi. Cái lũ đáng như tôi, ăn là có mấy phát multi thôi, nó chém mình xác cả mẹ địch luôn. Ghê vãi cả lều ạ. Nhưng mà vẫn vui. Chắc chắn rằng khi xem clip rất nhiều bạn sẽ muốn nó về Việt Nam. Nhưng mà sự thật thì mất lòng. Bây giờ nó còn chưa ra bên sếp QQ phiên bản chính. Có lẽ sau 9 tháng 10 ngày nữa các bạn mới có thể trải nghiệm. Một quãng thời gian không dài chút nào. Ôi trời ơi, nhìn anh tơ chạy như thế này thì như công lông lên dốc ấy, chúng mày vừa phải thôi chứ nghe câu dục tốc bất đạt à. Mới giao oanh thôi, giao đầu chúng ta phải xã giao thôi. Người ta gọi là màn chào hỏi mà, làm gì mà căng. Đã bước vào cái chế độ này ấy, sống sót là thứ tồn tại duy nhất. Những cái khác có hay không, nó không có chặn nha. Anh em cứ phải chạy đầu tiên. Đứng ở trên đây cho sướng, cho nó an toàn. Đã có mấy thằng nhập vai người gác cổng ấy. Nó ra cổng, nó ngồi, nó rình. Nó bắt vào mình chết trước ấy. Đéo nha. Bố mày chết thì bố mày cũng lôi zoom vào đấy với chúng mày luôn. Bom thì chớp đang liên tục quăng lên, định mệnh. Thối vãi. Đề nghị anh chớp là vệ sinh cơ thể cũng như là lau chùi có bom, tránh gây viêm xoang cho các chiến binh. Bây giờ chữa đổi tiền đấy. Tơ châu ấy nhỉ. Ôi ôi, nó vào trong kìa. Vãi cả lèo, em lại đứng đây thôi. Đứng ở cái chỗ này, đoàn kết mới không chết cả đoàn. Tôi chớp lên nhanh quá. Còn có mấy giây nữa thôi là cánh cổng mở. Chúng ta phải dẫn đầu trào lưu và kéo theo xu thế. Định mày, nó định đá bom đấy. Đi luôn, cho nó lành. Cuộc đua bát hương vàng lại bắt đầu rồi. Anh em cầm bom, cầm quán chạy tung rời luôn. Phần thưởng là một khẩu súng, 2 chiếc lăng. Bắn thấy mẹ zombie luôn. Chả ai chịu nhường ai cả, định mệnh chúng mày. Vừa phải thôi. Rồi vào đây rồi. Ui ôi, hết hồn. Đứng ở trong đây mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm được. Đáp cả ngày, tao đã vào đây còn lâu tao mới rơi. Ý, đá bom kìa. Úi trời ơi, bắt bài rồi. Chết nhiều nó phải khôn ra chứ. Ngu mãi sao được. Chỗ này nhiều thằng không để ý, nhảy toàn rơi thôi. Chớp cứ thế nó quăng bom vãi cả lều. Trời ơi bới, xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn. Bên tiền zombie đành chia tay vĩnh viễn. Mấy bạn trên... Ui trời ơi, định bệnh tớ sang đây rồi. Anh ơi, anh bám kinh ghê. Đạn nó dã cứ thế vào mồm mà nó bám được như đỉa đòi. Vãi cả lều. Úi giời ơi, nó lên rồi, mở có bác rồi. Quánh bò mẹ luôn. Ta cho đạn dã hết mồm đi các bạn ơi. Mình lại về sau mình yểm trợ nhá. Mình là cái hậu phương vững chắc, còn các bạn là cái tiền tuyến đi. Thôi xong rồi. Chị y tá ơi, nói thật em có họ với chị ơi. Chị Thi ơi, có họ. Làm gì mà căng thế. Cái định mệnh nó đuổi anh đi tới đít rồi này. Định mệnh quay lại chơi luôn. Thà chết thì không chịu nhục. Thà thiên châu đâu, vả vỡ mẹ mồm đi. Nói em định khiêu khích mình đấy. Úi giời ơi, vẫn nhìn thấy à, khôn đấy. Mình núp ở chỗ này mà bạn vẫn quay lại được. Tính như chó ơi. Úi giời, thôi xong thôi rồi. Lúc nãy em còn thấy ít zoom, bây giờ các anh chị ùa ra như thế này em chịu thôi. Làm đời sau này thế nào, tiền zoom sang tránh biết bao người nhìn. Ôi nhảy quá luận luôn. Từ lúc chưa dậy thì mình đã là vũ công rồi. Ai được, chém đau thế.
Thôi có lẽ clip này mình dừng đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Đừng quên để lại một like ủng hộ mình.